tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ điểm trùng hợp của Hương Giang và các hoa hậu đăng quang tại Miss International Queen. Theo dõi Miss International Queen trong 3 năm trở lại đây, người hâm mộ có thể nhận thấy chủ nhân chiếc vương miện luôn khiến fan sắc đẹp bất ngờ vào phút chót. Cả ba hoa hậu đăng quang gần đây đều là những nàng hoa hậu đăng quang nhờ sự thông minh và có tài năng ứng xử giỏi. Tham gia Miss International Queen 2018 cùng với đại diện nước chủ nhà Thái Lan, sở hữu nhan sắc xinh đẹp như thiên thần, fan từng nghĩ Hương Giang khó lòng chiến thắng. Tuy nhiên, chứng kiến hành trình tỏa sáng của đại diện Việt Nam tại cuộc thi cùng với màn trả lời ứng xử top 3 với câu hỏi "Bạn sẽ làm gì để thế giới tốt đẹp hơn?" Hương Giang khiến khán giả tự hào. "Tôi sẽ đòi hỏi quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT. Ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc và có cuộc sống tốt hơn. Người chuyển giới cũng vậy. Họ mong muốn mình được hạnh phúc, có cuộc sống tốt và không bị kỳ thị." Thực hiện đúng với những lời hứa trước khoảnh khắc đăng quang, về nước Hương Giang thực thi hàng loạt dự án hoạt động ý nghĩa và hiệu quả cho người chuyển giới như xin chữ ký, gửi thư ngỏ mong muốn Bộ Y tế sớm trình dự thảo luật chuyển đổi giới tính, ghi hình Just Love, talk show đầu tiên dành riêng cho cộng đồng LGBT Việt Nam và tổ chức thành công cuộc thi tìm kiếm hoa hậu chuyển giới. Sự nỗ lực và quyết tâm của người đẹp đã tiếp thêm động lực cho những bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT dũng cảm bước ra ánh sáng để tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc. Sau Hương Giang, hoa hậu kế nhiệm đại diện đến từ Hoa Kỳ chịu không ít sự so sánh, thậm chí là kỳ thị vì vẻ đẹp lệch chuẩn. Cô nàng liên tục bị chê về hình thể đô con và nhan sắc khó cảm, bị lên án vì loạt clip múa thoát y phản cảm. Tuy nhiên, trên sân khấu chung kết, ngay tại phần thi ứng xử, người đẹp da màu đã thuyết phục ban giám khảo và khán giả bằng câu trả lời ấn tượng. Phần thi ứng xử, cô đưa ra câu trả lời đúng trọng tâm, gãy gọn nhưng hết sức sâu sắc. Người đẹp Mỹ mang đến cuộc thi thông điệp về sự bình đẳng trong xã hội, không phân biệt giới tính, màu da. "Hôm nay tôi ở đây để chứng minh sự bình đẳng và muốn nói rằng một người với ngoại hình như tôi cũng có thể là người chiến thắng." Đặc biệt, cô cho rằng nhận thức về phòng chống HIV/AIDS là vấn đề quan trọng nhất trên thế giới cần phải giải quyết, vì nhiều cá nhân chưa biết tự bảo vệ bản thân. Nếu trở thành tân hoa hậu, cô sẽ hết lòng thực hiện nhiệm vụ này. Sự tự tin, bản lĩnh và lòng quyết tâm theo đuổi ước mơ chính là chìa khóa giúp cô nàng đoạt được ngôi vị cao nhất. Gần đây nhất, chiến thắng của người đẹp Mexico tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế khiến fan sắc đẹp tranh cãi. Vì đường nét gương mặt kém thu hút hơn hai á hậu, đại diện Việt Nam Hoài Sa cũng từng đưa ra nhận xét rằng gương mặt của đại diện Mexico không phải là gương mặt đẹp nhất trong cuộc thi, nhưng cô ấy lại có thần thái và vóc dáng chuẩn. Tại phần thi ứng xử top 3 với câu hỏi "Trong vòng 1 phút, hãy miêu tả bản chất chân thật nhất của bạn", đại diện Mexico gây ấn tượng với câu trả lời ứng xử sâu sắc. "Tôi là một cô gái 25 tuổi. Tôi biết rằng cuộc sống này còn rất nhiều khó khăn. Tôi không phải là một ca sĩ, cũng chẳng phải là diễn viên. Tôi là một cô gái phải làm việc rất chăm chỉ để có thể đứng đây. Tôi đã từng nếm mùi vị của thất bại để có được sự yêu thương và cơ hội làm việc. Và ngày hôm nay tôi muốn nói với mọi người ở đây rằng tôi đã biến ước mơ của mình thành sự thật. Nếu dùng một từ để miêu tả về bản chất thật của mình, đó là không thể cản bước." Câu trả lời ứng xử thông minh và tự tin của cả ba hoa hậu chứng minh rằng nhan sắc không phải là yếu tố quyết định tất cả tại cuộc thi. Thay vào đó, chủ nhân của chiếc vương miện giành giá là người đẹp có cá tính, bản lĩnh, tài năng và quan trọng là khả năng ứng xử ấn tượng, truyền được thông điệp rõ ràng, khác biệt và tạo nguồn cảm hứng sống tích cực đến với cộng đồng. Video, hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.